cả nhà có khỏe không? Chào mừng mọi người quay trở lại với nhà của Oanh Cuộc Sống Úc. Hôm nay thì nhà Oanh ăn món là steak thịt bò, nhưng mà mình sẽ giống như trang ở bên ngoài nó là như ta xù á, bột xù á mọi người. Thịt bò đây là mình nhúng với trứng, mình bỏ vô bột xù mình sẽ chiên lên. Đây là đánh trứng lên. Thịt bò này là mình đã bằm ra rồi, ổ này là dần rồi. Thì mình nhúng vô trứng. Sau đó là mình sẽ nhúng vô cái bột xù. Mình một miếng như thế này, mình để ra hoặc là mình sẽ chiên lên. Mình ngồi bên đây nè, đúng rồi, cái đó. Peas, I know. You want a piece of meat? Piece of meat. Do you want me to cut it up for you or? Yes. Con chị
xong cho con nè. How it taste good? Ngon Henry. Ngon. Anh cắt cho Sophie nè, mẹ cắt cho Sophie nha. Sophie cầm đây nè con, cầm đĩa nè. Vô, nè. Nè. Giỏi quá. Sophie giỏi quá cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cô chú. Mà cô chú ăn tối. Ôi. Trời ơi, được rồi, không phải cần dở lên đâu. Dở lên làm chi cho rớt từng lơ vậy nha. Quýnh tròn đi nha. Ngoan của con đi. Đâu mẹ. Con chú. Phiên đậu đi con. Nhờ ăn một bữa ăn mà tụi nó có mấy đứa nhỏ không bây giờ ngồi. Mommy, we have to rest. Chỉ mong là tụi nhỏ lớn đây mà ngồi ăn một bữa ngon lành thôi. To rest. Quý mời cả nhà nha. Ngon không? Where my father? Where my father? Where's your knife? Yes. It's in what? Dollar. The egg for hold on. It doesn't. I can triple whammy that. You got the meat. You look over the plate, Henry. With the meat. Yummy. And the Nhà qua lương thực ít rất ít đồ Việt. Mashed potato and the peas. Dưới tay thì hỏi ăn cơm đó. Giữa là ăn thịt với rau củ thôi. Nhà qua là trong ăn thịt. Của con nè. Sophie bánh nhồi lắm cả nhà. Ấp Để đi quẹ Sophie. Cái tay này của con cầm nỉa. Bà chưa có biết cầm mọi người ơi. Một tuổi mấy rồi đó. Tự ăn được mà lúc này. Đó, yay. Ngon. Ngon không? Ngon không? Don't you bother me. Eat out of the plate. Mom. Sophie made the little house there. And I'm this is house here. Okay, mẹ lấy cho. Bà ăn của bà không ăn. Bà dành của mình. You say in Melbourne that people go and buy all the frozen food? Fridge. The bottom of the fridge. Freezer. The freezer. No, in this other shop. No, other shops like Harvey Norman or. Oh, Harvey Norman, they sell freezers. Oh, did they? I don't know. I think Harvey Norman, they only sell furniture, electric. Computers, too. Yeah. I'm on me. I'm on me.
I have not had meat. The meat or this. So. So bây giờ in America. Sit down. Ngồi chưa? Bà này là bánh nhau rồi đó. What are they doing? You're not eating lunch. You're only eating meat. Henry nó nói là Daddy không có ăn hay sao mà Daddy đưa hết cho Henry vậy. Daddy have some không? No. Daddy do. Daddy have another one. Daddy has the next one there. Okay. Oh, no, Daddy. No, thank you, darling. I'm making a house. Not bad. You make the best house. I'm making. Nào mà tấn công á mọi người ơi. Anh mà có hai đứa nhỏ thì anh còn làm nhớ. Đứa con này nè. Sophie sit down. Not yet. Lần sau là sẽ cho Sophie nó ngồi bên phía của Henry á. Next time là Sophie sit over there. It's just so nice. Wow, finishes. Finishes the house. Đúng à. Useful though. Hôm nay nhà Wendy mua được giấy vệ sinh nè cả nhà. Đây là hiccups. Thông thường giấy vệ sinh á, hình như họ đem ra lúc 9 giờ. Mà mọi người có mua nhiều đâu, mỗi người chỉ lấy có một hộp bịch hà. Nói chung người ta lấy nhiều, ta cũng ngại lắm. Trong shop thì nó cho mọi người mua hơn, nhưng mà thật ra là mọi người mà ai mà cầm hai bịch chắc cũng mắc cỡ lắm luôn á. Thật không? Coi đâu apple apple. I think nobody get three bag toilet paper, right? Or two bag. Thật là if you out in two bag you get trouble, like everyone will look at you. No. They're not allowed to know. Thật ra mọi người bên này á cũng nhường nhịn nhau lắm, nhưng mà cũng có một số người họ không có nhường. Chứ bên này á người ta cũng mua đồ người ta cũng để phần lại cho người khác. Nhưng mà có cái là tại vì nhiều người mua quá, với thêm một nữa là lúc đầu là có những người họ gom nhiều quá ở trên mạng, họ quấn nhau á, chủ yếu là không phải là dành cái toilet mà thật ra là quấn nhau là tại vì cái bà kia bà mua nhiều quá, cho nên là bà này bà bực bà mới quấn. Cứ có cùng cái toilet là đâu có chuyện gì đâu, mà người ta thì không có, mà bà phải mua cả một cái xe đẩy. When I go to shop, I still hear some people say, oh, no toilet paper yet. Lucky, yes. Hồi sáng thì anh qua đúng lúc cái đèn giấy là... Trời ơi, sốt cái vậy? Bà sốt cái đó, nó nghẹo lắm. Thế hả? Hồi nó đông mất chém hả? Where we go? I do this. And then I came back. Yeah. Cái salad này là con mình vẫn đang ăn. You know, eat this, but you okay? Eat and wash it for them. Trời ơi, sao bây giờ? Nothing good for them to be in there alone. Rồi, về vị trí đi. Mẹ quá. Mẹ bối quá. Đi bà bón ăn hả? Nhanh boy is a big and strong. Tớp bê. I want to crunch in it. Có làm cái gì vậy Tớp bê? Tớp bê là nó không có ngồi yên cho tớp bê. Yeah, it's crunchy. Ăn uống gì mà ngon lành vậy Tớp bê đây. Good boy. Oh, good chewer.
Người Tây bên này họ ăn chỉ ăn thịt là nhiều, mọi người, thịt với rau, với củ cải luộc, bắp luộc, bắp cải luộc. You're gonna lose your teeth soon, Henry. Your teeth are gonna fall out soon, you know. Your little baby teeth fall out and your big teeth then. Cho thì nói á, cái răng của con á, nó sắp rụng rồi. Nó răng baby á, nó nhỏ á. The baby teeth come nó out rụng. And your big teeth. No, they just fall out and the other ones grow, they come through. The fairy comes. Mm-hmm. You know that, did you? Wow. Really? Yeah. You gotta remember though. He's a good member. You only told him one time. And he remembered that. Yeah, when you tell me, do you want some more meat? You want more meat? What? Mummy give him more meat? Okay. Oh my god. Henry ate a lot of meat, like a whole piece tonight. Yeah. Henry be strong. Really good boy. Henry bình thường ăn ít lắm, bạn nào ăn nhiều. Very happy to eat that, Henry. Cái món thì mấy đứa nhỏ thôi. Trời, buồn ngủ nhá. Don't play with me, is that darling? Thật sự là một mình nó cũng là nội việc lắm mọi người, nhưng mà con gái con mình ăn mà làm nhiều món cũng mất công quá, hoa khỏi luôn. Lúc mới qua bên ăn cái này không được đâu, nhưng mà ăn biết thành quen. Okay. Bye, Daddy. Bye. Oh. Chồng anh ăn mệt, anh cho anh đi trước. Đi nằm ngủ xíu. Nguyên ngày nay không biết sao không ngủ được miếng nào. Thank you for dinner, mommy. You're welcome, darling. You eat all my ice cream, do you? No. No, you go. Well, the kids ate another one or two today. They eat their ice cream, not mine. Which one's yours? It's another one with the chocolate outside with almond. I don't know what it is. Bye bye, hả? Con đi luôn hả? Ok, bye bye. Bye bye, mọi người. Cho mày đi luôn hả? Đưa đi đâu? Hả? Hôm nay sao bà quậy vậy? Không biết làm sao để cho bà ngồi kéo ta không biết được. Con ăn con thịt nó không, Henry? Ăn thịt tim không con? Cái đó mình đã có thấy rồi á, không thích cái đó hả? Được không? Giỏi. Có biết mắt có thấy không? Một tuyên nhòi quá, ăn đi rồi mẹ trẻ. Xoài cha. Đến đồng bây giờ. Có lắm gì sao thế? Đi bữa nay bà cứ đòi ngồi trong lòng không à? Không hiểu luôn. Thật ra mọi người, người Việt mình qua bên Úc á, giỏi lắm mọi người. Làm rồi giỏi lắm. Có tiền á. Thời gian đầu hơi cực, nhưng mà sau thấy cũng khá, là chịu làm á. Đó là sao, không phi quẩy quá.
gì hết sao anh Huy? Mọi anh thì chết hết luôn. Anh Huy giỏi quá. Anh hôm nay anh giỏi quá. Mọi người giờ mày cắt. Ăn đi, mày cắt xoài cho anh nha. I want meat on that. Hết rồi. On that. Không biết lỗi. Mày cứu hết rồi. Không, bye bye mọi người nè, mình đỡ camera, xong đi quậy quá. Bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ cái channel của nhà Oanh nha, kênh YouTube của nhà Oanh nha. Mọi người video tiếp theo, bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mommy. See you.